Còn trong ngày 30 tháng 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cũng đã giải cứu được 49 người di cư ngoài khu vực ngoài khơi đảo Canary, khi mà họ đang lênh đênh vượt Đại Tây Dương để có thể tìm cách vào quốc gia châu Âu này. Theo Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha, một chiếc tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha chở những người di cư được giải cứu đã cập cảng Aguinaldin thuộc đảo Grand Canary vào hôm 30 tháng 5. Trong số những người di cư được giải cứu có một phụ nữ và trẻ em. Video được Reuters đăng tải cho thấy những người di cư quấn kín chăn quanh người khi họ đang đợi để lên bờ. Mỗi năm có hàng ngàn người từ khu vực Bắc Phi vượt biển tìm đường vào Âu Châu với hy vọng đổi đời. Theo thống kê, khoảng 4.400 người đã thiệt mạng trên biển khi tìm đường vào Tây Ban Nha vào năm ngoái. Trong khi đó, tổng cộng 22.300 người di cư đã vượt biên bằng thuyền để cập cảng Canary vào năm ngoái, giảm so với con số là 23.271 trong năm 2020.